Thư xin thân mến kính chào quý vị đang theo dõi chương trình của Bồ Đề Phật Quốc Television trên tần sóng 57.15. Hôm nay rất được hân hạnh lần đầu tiên được trò chuyện với lại hai vị bác sĩ nhi khoa là bác sĩ Thảo Võ và bác sĩ chuyên khoa và nội khoa là bác sĩ Chính Mai trong chương trình hàng tuần Thân Khỏe Tâm An. Xin bác sĩ Thảo, bác sĩ Chính kính chào quý vị đang nghe đài. Và xin chào các quý khán giả, thì mình là bác sĩ Thảo chuyên về nhi khoa, thì rất là hân hạnh được cùng với bác sĩ An Thư và bác sĩ Chính giống như là xuất hiện trên cái chương trình đầu tiên của Thân Khỏe Tâm An của Bồ Đề Phật Quốc Television. Dạ, cũng nói thêm là bác sĩ Thảo Võ có cái phòng mạch ở thành phố Fountain Valley, chuyên khoa về nhi khoa, chăm sóc cho tất cả trẻ em từ lúc mới sanh cho tới 18 tuổi, bác sĩ Thảo. Đúng rồi. Bác sĩ Chính. Tôi bác sĩ Chính Mai xin kính chào quý khán giả của đài Bồ Đề Phật Quốc. Thì rất là hân hạnh được có mặt hôm nay và trò chuyện với bác sĩ Anh Thư cũng như là bác sĩ Thảo về những cái đề tài sức khỏe, cũng mong là cái chương trình sẽ đem lại cho cái sự lợi ích cho quý vị khán giả cũng như là quý thầy được tâm an và sức khỏe. Dạ, hôm nay thì những buổi đầu tiên thì bác sĩ Chính có nhà ý là mình có một buổi trò chuyện thân mật để ra mắt với lại quý vị cái buổi đầu tiên của chương trình Thân Khỏe Tâm An. Thì cũng là một cái dịp mình đang ở trong cái mùa đông, thì bác sĩ Chính muốn mình nói chuyện về những cái sức khỏe, mình chăm sóc sức khỏe như thế nào trong cái mùa đông năm nay. Dạ, xin mời bác sĩ Chính. Thì khi mà nói tới mùa đông thì các bác lớn tuổi cũng như là các em bé thì có nhiều những cái vấn đề sức khỏe nó đi kèm với cái mùa đông, đặc biệt là bệnh cảm cúm, đặc biệt là những cái bác lớn tuổi như bệnh nhân ở phòng mạch chúng tôi thì rất nhiều là bệnh nhân tiểu đường, thì chúng tôi luôn căn dặn các bác là những cái vấn đề chất giữ ấm như thế nào, ăn uống như thế nào cho nó đúng trong cái vấn đề mùa đông. Thì hôm nay chúng tôi sẽ nhân cái cơ hội này sẽ nói chuyện nhiều hơn với quý vị, mong là những cái kiến thức này nó sẽ giúp ích cho quý vị trong cái mùa đông sắp tới. Vậy thì bác sĩ Chính có khuyên là mình có nên chích ngừa cảm cúm mà trước khi cái mùa đông tới không, bác sĩ Chính? Thì đa phần các cái bác lớn tuổi cũng như các em bé trong cái mùa đông thì rất là dễ bị cảm cúm. Do đó chúng ta nên chích ngừa cảm cúm, đặc biệt là chích trong cái khoảng tháng 8 tới tháng 10. Lý do là để cho cái cơ thể của mình nó có thời gian để nó tạo ra cái hệ miễn dịch đủ, nó chống lại những cái con vi trùng. Nếu có cái vi trùng mới thì chúng ta cũng có thể chống được những cái cơ thể cũng có thể đủ cái sức kháng thể để làm cho cái chống được cái con vi trùng nó hiệu quả hơn, và như vậy quý vị sẽ đỡ phải là bệnh nặng. Anh Thưa được biết là cái thuốc cảm cúm là dành cho hầu như tất cả mọi lứa tuổi từ 6 tháng tuổi trở lên. Thì nếu vậy thì những em bé mới sinh cho tới 6 tháng tuổi thì mình làm sao để mình phòng ngừa được cái cảm cúm, thưa bác sĩ Thảo? Cũng hơi khó ha. Thì các cháu thì vì các cháu còn nhỏ nên nhiều khi chích ngừa cúm thì cơ thể nó sẽ phản ứng mạnh hơn hoặc là không có đủ để mà tạo ra kháng thể chống lại cái cúm đó. Thì như cái khuyến cáo chung thì mình nên là rửa tay sạch sẽ, rồi người tránh những cái nơi mà đông đúc quá, rồi người lớn á thì mình chích ngừa được thì nên chích ngừa, giống như trên 6 tháng tuổi thì nên chích hết. Tức như là bố mẹ hoặc là ông bà chăm sóc cho anh chị, những em bé đó nên chích ngừa để phòng cho em bé dưới 6 tuổi, 6 tháng tuổi, để mình tạo cái miễn dịch cộng đồng, tiếng Anh nó gọi là immunity. Thì khi mà xung quanh mình kháng được cái bệnh đó thì tất nhiên là những người mà không có chích ngừa được nó cũng giúp. Nhưng mà khi đến cái mùa lễ, bác sĩ Thảo biết là có những cái mùa lễ thì mùa đông cũng là mùa lễ, thì như là mình sẽ có lễ gò tây này, Thanksgiving rồi Christmas, thì nhiều khi gia đình hội tụ lại hoặc là có những cái chương trình lễ hội thì những cái dịp đó những em bé mà chưa chích ngừa hoặc là những người nào chưa chích ngừa thì bác sĩ Thảo khuyên như thế nào?
Thì nếu mà mình thấy mình cái để mà nói chung là mình phải ý thức giúp cho mình mà cũng phải giúp cho những người xung quanh mình nữa. Nếu mà mình thấy mình không có khỏe hay là có triệu chứng sốt gì đó thì nên tránh đi tới những cái nơi mà có em bé sơ sinh ha, rồi rửa tay. Những cái đó là sẽ giúp, cũng giúp cho phòng ngừa lây lan. Dạ cũng qua, cũng dạ cảm ơn bác sĩ Thảo. Cái gì mình cũng có con nhỏ giống như bác sĩ Thảo thì nhiều khi đến những cái mùa này nè, mấy đứa nhỏ đó nó đến nó chơi với nhau hoặc là gia đình hội tụ lại thì đứa này nó bệnh cảm cái nó lây qua đứa kia, thành ra nhiều khi cũng nhức đầu lắm. Dạ thì có nhiều cái thì mình làm hết sức có thể thôi. Dạ. Chứ làm sao mình đâu có ngăn ngừa các cháu chơi với nhau được, phải không? Cái thuốc chích ngừa cảm của em bé với lại người lớn có khác nhau gì không bác sĩ Thảo? Thực là không có khác, là chỉ là cái liều thôi. Nhưng mà có những cái high dose, giống như có những người lớn thì có khi người ta làm cái liều cao hơn thì sẽ phân ra. Dạ. Thưa có nghe nói là bác những em bé có nhiều em cần phải chích 2 mũi cho cảm cúm. Từ những em bé mà từ dưới 8 tuổi thì mình phải chích 2, mà lần đầu tiên mà chích ngừa cúm thì mình phải chích 2 lần. Oh, okay. Yeah. Okay. Còn cái liều mà liều cao cho người lớn tuổi như thế nào bác sĩ Chính? Thì đối với người lớn tuổi thì mình dùng cái liều cao cho những cái bệnh nhân gọi là higher risk, có cái những cái nguy cơ cao hơn. Thì cái những đa phần các bệnh nhân của mình ở trên 65 tuổi cộng với những cái bệnh kèm theo như là tiểu đường, cao huyết áp hay là bệnh nhân hút thuốc nhiều có triệu chứng về phổi thì nên dùng cái liều cao. Nếu như mà bệnh nhân tới, nhưng mà mình bệnh nhân nào tới trong mùa này mình cũng khuyên là nên chích cảm cúm. Mình hỏi quý vị đã chích chưa thì khuyên là chích, nhưng mà nếu như bệnh nhân từ chối không chích ngừa thì và vì lý do là ok, bệnh nhân có thể nói là, thường đa số nói là hồi tôi chích vô tôi bị cảm hơn, bệnh hơn, thì và trong trường hợp đó bác sĩ Chính sẽ khuyên như thế nào? Thực sự thì cái nhận thức về vấn đề chích ngừa của mỗi bệnh nhân nó là khác nhau, do đó cho nên là nhiều khi quý bệnh nhân của mình cũng chưa có hiểu hết được cái lợi ích của chích ngừa, thì chúng tôi vẫn rất là cố gắng để giải thích cho bệnh nhân những cái lợi ích của chích ngừa cũng như là những cái tác dụng phụ, nếu mà có thì mình nên có cái hướng xử lý như thế nào. Thì đa phần quý bệnh nhân, khi mà bệnh nhân hiểu được đó, thì đa phần các bác đều đồng ý chích ngừa. Và thật sự cái điều đó nó giúp cho quý bác, cho sức khỏe của quý bác cũng như là cho cái sức khỏe của cộng đồng. Anh tôi nghĩ là cái chích cảm cúm trừ khi nào mà mình có cái phản ứng rất là nặng, khi mà sau cái chích ngừa, ví dụ có một số trường hợp bệnh nhân bị những cái phản ứng là tê liệt, tức là Guillain-Barré, tức là bị tê liệt do cái sau cái đợt chích ngừa, thì cái đó là hoàn toàn mình không có được chích nữa. Có một số bệnh nhân mà có thể nói là ăn trứng mà bị dị ứng thì mình có thể dùng những cái thuốc mà nó không có điều chế từ cái trứng vẫn có thể chích được. Những trường hợp đó mình có thể request cái vaccine, cái thuốc chủng ngừa đặc biệt để mà chích cho bệnh nhân. Thì đó là theo cái lời khuyên, nhưng mà mình cố gắng cách nào thì vẫn không có những vẫn có nhiều bệnh nhân từ chối. Cũng giống như bên nhi khoa của bác sĩ Thảo biết là mình theo chương trình chích ngừa của CDC, nhưng mà không phải là bố mẹ nào cũng muốn cho con mình chích ngừa. Gần đây có những đợt bùng phát như là bệnh sởi bùng phát cũng đúng là rồi. Do mình không có theo cái chương trình chích ngừa. Bác sĩ có thể đang nói chuyện về mùa đông thì cái sởi đá qua chút xíu. Bác sĩ cho biết thêm về cái bệnh sởi mà đang bùng phát, tại vì bên người lớn của anh Thư thì bắt đầu chích cho những bệnh nhân mà đi du lịch. Đúng ví rồi. Dụ như là hồi xưa giờ chưa bao giờ chích hết, bây giờ bệnh nhân muốn đi du lịch thì bệnh nhân có nghe những cái đợt bùng phát về bệnh sởi thì bắt đầu mình chích cho bệnh nhân. Thì bác sĩ Thảo có thể góp ý thêm về cái đợt bùng phát sởi như thế nào trong năm nay? Năm nay thì cũng rất là may mắn thì nó đã êm lặng, nó chùng xuống rồi, mình không có thấy những cái ca tăng lên về sởi nữa ở nước Mỹ. Thì thật ra năm 2000 á thì ở Mỹ của mình là hoàn toàn là xóa sổ bệnh sởi, là không có cái ca nào hết. Nhưng mà cũng những năm gần đây thì chắc các quý vị cũng đã nghe báo chí nói về Disneyland, cái trận dịch cái đó là năm 2018 ha, 18 năm ngoái. Gần đây cũng có một cái vài ca sởi cũng từ Disneyland nữa. Bởi vậy ở phòng mạch của mình á có những em
em bé là chưa tới 1 tuổi, tại thường 1 tuổi là mới đủ để mà chích ngừa sởi ở nước Mỹ mình. Thì chuẩn bị dẫn bé đi Disneyland là nói thôi, cho mấy em bé đó chích trước đi. Dạ, được không bác sĩ? Được. Dạ. Thì thật ra những cái nước mà đang có dịch á, thì người ta sẽ cho bé chích trước 1 tuổi, từ trên 6 tháng là đã chích được rồi. Thì nếu mà bởi vì ở đây mình cũng có rất là nhiều các bé đi du lịch tới Việt Nam thì mình sẽ chích ngừa sởi trước, cái đó là chỉ là một cái mũi thêm thôi chứ không có được công nhận là cái mũi chính thức. Thì sau khi trước khi mình đi du lịch, trước khi đi du lịch mình chích thêm một mũi đó, rồi sau khi về là sau 1 năm tuổi thì mình phải chích cái mũi chính thức, cái đó mới là tính được cái mũi đó, nhà trường cũng không công nhận cái mũi thêm thì đó. Cái thêm đó là chỉ cho du lịch thôi. Rồi thì mình nói lại là cái dịch bùng phát của sởi đó thì vì mấy cái nước Mỹ mình sở dĩ có lại cái bệnh sởi là vì những người du lịch từ những nước khác tới và họ cái tỷ lệ mà chủng ngừa sởi kém như là thấp, còn ở Mỹ mình á thì rồi cộng thêm gần đây thì người ta cứ nói là chích sởi thì gây bệnh tự kỷ, rồi những cái mấy cái minh tinh màn bạc rồi cũng lên social media hô hào để kêu gọi ba mẹ là không có chích ngừa sởi, nên vì vậy mà nó đã tại sao nó quay lại bệnh sởi nó quay lại á. Xin cảm ơn bác sĩ Thảo. Chắc là mình xin tạm dừng bây giờ để mình có cái chương trình sẽ quay trở lại trong cái đợt phần 2.